Tô Đại có chịu lùi bước chỉ để giữ chức Tổng Bí Thư và vì sao Lê Minh Hưng khó có thể an toàn? Theo giới thạo tin, ông Tô Lâm hiện nay đang hết sức điên cuồng bằng mọi cách giành cho được vị trí Tổng Bí Thư để nhất thể hóa theo mô hình của Trung Quốc. Bằng sức mạnh của Bộ Công an, Tô Lâm gây sức ép với các lãnh đạo cấp cao chưa bị lộ, đặc biệt là với các bí thư, chủ tịch, các tỉnh, thành, phố trên cả nước với phương châm hang thì sống, chống thì chết. Nghĩa là phải ủng hộ và bầu cho Tô Lâm làm Tổng Bí Thư trong Hội nghị Trung ương bất thường dự kiến sẽ khai mạc vào đầu tháng 8. Tuy nhiên cũng có những nguồn tin cho biết khả năng cao ông Tô Lâm sẽ chỉ nắm giữ chức vụ Tổng Bí Thư và người thay thế cho các vị Chủ tịch nước sẽ là Đại tướng Lương Cường. Đây là một bước tiến quan trọng của phe quân đội trong nỗ lực buộc ông Tô Lâm phải lùi bước. Như vậy, cơ cấu tứ trụ mới dự kiến là Tổng Bí Thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Theo nguồn tin nội bộ, ông Tô Lâm và Bộ Công an gần như chắc chắn sẽ xử lý Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Mục đích để Tô Lâm tiếp tục bố trí các nhân sự thân cận vào và những vị trí béo bở này. Đặc biệt, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đang nhằm nhè chiếc ghế Thủ tướng của ông Phạm Minh Chính. Theo giới thạo tin, ghế trưởng ban tổ chức trung ương của Lê Minh Hưng có nhiều dấu hiệu cho thấy bắt đầu rung lắc. Dù là nhân sự cấp cao của phe Hà Tĩnh, nhưng Lê Minh Hưng vẫn được Tô Lâm tin tưởng và trọng dụng vì ông Lê Minh Hưng là con trai của cố Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hưng. Hơn nữa, hai người anh em trai của ông Hưng là Trung tướng Lê Minh Hùng và Thiếu tướng Lê Minh Hà, hiện là nhân sự lãnh đạo của Bộ Công an, được Tô Lâm tin dùng. Thông tin mới nhất cho biết, Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Quản lý Trại giam C-10, sẽ nghỉ hưu và người thay thế cho tướng Hùng sẽ là Thiếu tướng Trần Văn Thiện, Cục phó Cục C-10. Do đó, sự tin tưởng của Chủ tịch Tô Lâm đối với Lê Minh Hưng sẽ giảm sút hay không còn nữa. Theo giới thạo tin, điều này hoàn toàn phù hợp với các thông tin trước đây cho rằng sớm hay muộn Lê Minh Hưng cũng phải vào lò. Sau khi phe Phạm Minh Chính vào đầu năm 2024 công khai cáo giác ông Hưng trên cương vị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giai đoạn 2016-2019 phải chịu trách nhiệm trong vụ án Ngân hàng SCB của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà trùm Trương Mỹ Lan. Ông Lê Minh Hưng từng là chánh văn phòng Trung ương Đảng, một nhân vật thân cận của Tổng Trọng. Việc ông Hưng bất ngờ trở thành tân ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 vào trung tuần tháng 5 năm 2024 đã khiến công luận đặt câu hỏi tại sao ông Hưng lại được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị trong lúc nội bộ của Đảng đang rối loạn nghiêm trọng. Gần đây, sau khi nhậm chức trưởng ban tổ chức Trung ương, ông Hưng thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện chính trị quan trọng có sự tham gia của ông Tô Lâm. Phải chăng Lê Minh Hưng muốn chứng tỏ ông có quan hệ đặc biệt với Chủ tịch Tô Lâm? Trên mạng xã hội cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc Bộ Chính trị thống nhất cho dừng điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát lên cấp cao hơn là theo yêu cầu của Tổng Trọng với mục đích cứu Lê Minh Hưng, nhân vật được ông Trọng tin tưởng nhất mực. Nhưng trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan đến trách nhiệm của bà trùm Mỹ Lan chuyển hơn 4 tỷ đô la ra nước ngoài, Lê Minh Hưng một lần nữa lại bị cáo buộc là người phải chịu trách nhiệm cao nhất. Do đó, Chủ tịch Tô Lâm đang đứng trước hai lựa chọn là cứu hay loại bỏ Lê Minh Hưng. Lựa chọn thứ hai có lẽ hợp lý hơn và còn tránh được tai tiếng. Đó là lý do vì sao chức trưởng ban tổ chức trung ương của Lê Minh Hưng cũng khó có thể được an toàn. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Tô Lâm có chịu lùi bước chỉ giữ chức Tổng Bí Thư và vì sao Lê Minh Hưng khó có thể an toàn. Cựu Thủ tướng Ba Dũng sẽ trở lại chính trường, sự thật hay tin đồn? Trong và sau quốc tang của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng trở thành tâm điểm của mạng xã hội trong ngày đầu quốc tang 25 tháng 7. Khi đài truyền hình VTV phát sóng trực tiếp, ông Dũng xuất hiện trên màn hình với nụ cười khó hiểu, khiến công luận dậy sóng. Cựu Thủ tướng Dũng là đối thủ chính trị một thời của Tổng Trọng và là người thất bại trước ông Trọng trong cuộc đua vào ghế Tổng Bí Thư tại Đại hội Đảng lần thứ 12. Sau quốc tang, sự chú ý của công luận đổ dồn vào sự kiện cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng tham dự lễ khánh thành đền thờ anh hùng liệt sĩ rừng xác tại huyện Cần Giờ. Đây là một sự kiện không mấy nổi bật, nhưng đã từ lâu ông Dũng không tham gia các sự kiện tương tự. Đáng chú ý, trong lễ tang Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, ông Dũng đứng ở vị trí trung tâm, trang trọng nhất của buổi lễ. Công luận đã có hỏi phải chăng gió đã đổi chiều và Ba Dũng đã trở lại chính trường. Theo giới phân tích quốc tế, nếu Tổng Trọng được xem là nhà lãnh đạo quyền lực nhất khi liên tiếp làm Tổng Bí Thư tới 3 nhiệm kỳ,
thì cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng từng được xem là nhân vật quyền lực số 1 trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 12. Tuy nhiên, ông Dũng đã bị Tổng Trọng cùng phe cánh cố tình bôi nhọ, trong khi về chính danh, ông Ba Dũng chưa từng bị kỷ luật lần nào, thậm chí còn có uy tín rất cao trong Ban chấp hành Trung ương. Trước thềm Đại hội lần thứ 12, sức ảnh hưởng của Nguyễn Tấn Dũng đến Ban chấp hành Trung ương là rất lớn. Ngoài ra, ông Dũng có quan hệ rất tốt với chính quyền các địa phương và ông cũng có ưu thế đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Cũng cần phải thừa nhận rằng ông Ba Dũng là người Nam Bộ với tính cách phóng khoáng và tin tưởng đàn em. Do đó, ông đã biến các doanh nghiệp nhà nước thành những quả đấm thép, mà vụ Vinashin là một ví dụ điển hình. Chỉ trong vòng 4 năm đầu tư tràn lan thiếu quản lý, chỉ riêng tập đoàn Vinashin đã làm thất thoát của nhà nước khoảng 4 tỷ đô la. Đây cũng là lý do chính để Tổng Trọng và phe cánh lấy cớ rằng ông Dũng là lãnh đạo vô trách nhiệm, luôn phớt lờ các chỉ thị của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư. Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được cho là một người thực dụng, hầu như không quan tâm về cái gọi là chủ nghĩa cộng sản như ông Trọng. Ông Dũng còn tỏ ra là nhân vật thân phương Tây và chống Trung Quốc. Trong sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào lãnh hải Việt Nam trái phép vào tháng 5 năm 2014, Thủ tướng Dũng đã tuyên bố không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị Việt Vông. Tuyên bố này đã khiến Tổng Trọng và ban lãnh đạo Bắc Kinh căm tức. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định chính những đổi mới và xích lại gần Mỹ của ông Dũng đã khiến cho rất nhiều người trong Trung ương Đảng e ngại và đó là lý do khiến ông bị đánh bật khỏi chính trường. Có ý kiến cho rằng cựu Thủ tướng Dũng sẽ trở lại chính trường để tập hợp và dẫn dắt liên minh chống lại Chủ tịch Tô Lâm. Đây có lẽ là một nhận định thiếu chính xác. Dẫu rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính từng là một tay chân thân tín của Ba Dũng, do Ba Dũng dựng lên, nhưng Tô Lâm cũng là một đệ tử thân cận của Ba Dũng. Đến nay, Tô Lâm vẫn còn nặng ân nghĩa với tướng Nguyễn Văn Hưởng, một nạn nhân của Tổng Trọng là người thân cận với Ba Dũng. Việc Tô Lâm mới đây xử lý 7 phút để rửa hận cho tướng Hưởng đã cho thấy điều đó. Những điều vừa kể trên có liên quan gì đến câu hỏi liệu có phải bóng ma thế lực bẫy đang trở lại hay không? Trong một lần ngồi cùng nhóm sĩ quan quân khu 9, ông Dũng từng tuyên bố nếu có vấn đề gì thì tao sẽ quay lại. Điều này cho thấy Ba Dũng chưa từ bỏ ý định tiếp tục tham gia chính trường sau Đại hội 12, nhưng đó là câu chuyện của gần 10 năm về trước. Năm nay, ông Dũng đã 75 tuổi, khó có thể đảm nhận được trọng trách cao nhất. Hơn nữa, ông Dũng không phải là kẻ có tham vọng quyền lực như ông Tổng Trọng. Do đó, khó có khả năng ông Ba Dũng sẽ trở lại chính trường một lần nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin cựu Thủ tướng Ba Dũng sẽ trở lại chính trường. Sự thật hay tin đồn? Tô Lâm khó chiến thắng Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư. Nhiều động thái gần đây cho thấy Chủ tịch nước Tô Lâm đang tìm cách loại bỏ Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc đua giành ghế Tổng Bí thư. Đó là biểu hiện về sự thất thế của Tô Lâm trước Thủ tướng Phạm Minh Chính, dù ông đã trở thành người tạm nắm quyền Tổng Bí thư. Theo giới thạo tin, tại thời điểm hiện nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn trước Tô Lâm với tỷ lệ rất sát 51/49. Ông Tô Lâm đang có chính sách siết chặt quyền của người dân và gia tăng làm lợi cho ngành công an. Việc tăng cường lực lượng an ninh cơ sở hay cho phép lực lượng cảnh sát giao thông được hưởng đến 70% tiền phạt người dân là những minh chứng cụ thể nhất. Có nhiều lý do khiến cho Tô Lâm khó có thể vượt qua được Thủ tướng Phạm Minh Chính để giành ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14 tới đây. Thứ nhất là mối quan hệ của ban lãnh đạo Bắc Kinh đối với ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính. Ngay sau khi nhà nước Việt Nam công bố tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh để thắp hương tưởng niệm. Sau đó, ông Tập đã cử ông Vương Hữu Ninh, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Trung Quốc đến Hà Nội để dự quốc tang của Tổng Trọng. Một nội dung quan trọng hơn mà ông Vương Hữu Ninh sẽ thảo luận với ban lãnh đạo Việt Nam đó là về nhân sự thay thế cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa mất. Chưa rõ lựa chọn của Bắc Kinh là Tô Lâm hay Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính được cho là có lợi thế hơn Tô Lâm vì từ khi ông Chính giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông đã được ban lãnh đạo Bắc Kinh chấm sẵn. Thứ nhì, ông Chính nhận được sự ủng hộ của đa số thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ của đa số giới chức, tướng lĩnh quân đội và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Thứ ba, tại hội nghị Trung ương tới đây, dù là hội nghị thường niên hay bất thường thì Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư cũng sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết chính thức đề cử ra lãnh đạo kế nhiệm chức Tổng Bí thư. Đây là nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng, lấy sự đồng thuận của số đông trong Đảng.
đây cũng là khó khăn rất lớn với ứng viên Tô Lâm. Để vươn tới ghế Tổng Bí thư của Đại hội 14, Tô Lâm phải vượt qua rất nhiều cửa ải. Ông phải nhận được đa số phiếu từ hơn 1.500 đại biểu dự Đại hội lần thứ 14 để được bầu vào Ban chấp hành Trung ương mới. Sau đó, ông phải được Ban chấp hành Trung ương khóa 14 bầu vào Bộ Chính trị. Cuối cùng, Tô Lâm phải được Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương Đảng Trung khóa mới chính thức bầu làm Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14. Ông Tô Lâm hiện là lãnh đạo có quyền lực rất lớn trong Đảng. Ông có quyền uy với đa số lãnh đạo cấp cao của Đảng. Bởi trong tay ông và Bộ Công an có một tàng thư tập hợp các vết chàm của tất cả các lãnh đạo cấp cao từ Trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, việc bỏ phiếu kiến tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương là điều mà Tô Lâm không thể kiểm soát được. Kết quả kiểm phiếu cũng được công bố ngay lập tức. Khi đó, Tô Lâm sẽ trở tay không kịp. Chủ tịch Tô Lâm hiện đã trở thành người tạm quyền Tổng Bí thư. Điều này mang lại những lợi thế nhất định trong cuộc chạy đua cho chức Tổng Bí thư và cũng là cơ hội để ông đưa người của mình vào các vị trí trong Bộ Chính trị, các nơi đang còn trống khác để mà tăng cường sức mạnh cho phe Hưng Yên của chính ông. Từ nay đến Đại hội Đảng lần thứ 14 còn 16 tháng, đây là thời gian đủ dài để các phe trong Đảng tìm mọi cách làm chủ tình thế với mục đích tranh giành chiếc ghế quyền lực nhất trong Đảng. Quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Tô Lâm khó chiến thắng Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.